cứ đều đặn mỗi sáng tinh mơ, hình ảnh một người đàn ông độ tuổi 40, dáng người nhỏ bé gầy gò, đang cần mẫn với công việc bốc vác, đã trở nên quen thuộc với người dân đang sinh sống và buôn bán tại khu phố chợ Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Đó là anh Huỳnh Văn Bình, hay còn gọi là Bình Năm Lơi, cái tên mang theo quá khứ lầm lỗi của một thời Bình trải qua. Đối với những người từng mặc chiếc áo phàm nhân, con đường trở về với cuộc sống bình thường là một con đường đầy chông gai, thử thách. Mặc cảm bởi quá khứ tội lỗi, tự ti trước sự kỳ thị của mọi người xung quanh, không thể bắt kịp được với sự thay đổi của xã hội. Tất cả đã tạo thành bức tường định kiến mà không phải ai cũng có thể vượt qua. Thế nhưng những gì mà anh Bình đã tạo dựng được ngày hôm nay là câu chuyện về sự quyết tâm vươn lên trong cuộc sống, về sự hướng thiện mà không phải ai cũng có được trước những biến cố của cuộc đời. Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mẹ già thường xuyên đau ốm, còn em thì bị khuyết tật. Nhưng anh Huỳnh Văn Bình vẫn được cha mẹ cho ăn học đến nơi đến chốn. Sau khi học xong lớp 12, không thi đỗ vào trường đại học cao đẳng nào, phải ở nhà phụ giúp gia đình, nên Bình đã đâm ra chán nản, đua đòi theo đám bạn bè. Để rồi trong một lần do không suy nghĩ chín chắn, Huỳnh Văn Bình đã vi phạm pháp luật. Và cái giá phải trả cho những phút giây nông nổi đó là bản án 9 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản. Cánh cửa của trại giam đã khép lại những ước mơ và hoài bão của một thanh niên mới lớn, và chính Bình đã đẩy gia đình vào hoàn cảnh khó khăn, bế tắc. Năm 98 thì hồi đó còn nhỏ, lúc đó thì mới có 18 tuổi. Thì cũng đi uống say về rồi cứ thấy họ đeo dây chuyền cái giật chạy đó thôi. Trong thời gian mà chấp hành án phạt thì cũng nghĩ là ở ngoài đời thì bây giờ chứ mẹ thì già, anh thì khờ, cháu thì không cha không mẹ, hai đứa con thì còn quá nhỏ dại nên cũng rất là thương. Nhưng mà trong cái vòng lao lý thì thôi cũng phải cố gắng rồi để vượt qua, rồi để làm lại từ đầu để rồi gia đình hạnh phúc hơn. Nhớ lại những chuỗi ngày dài nơi trại giam, đối với bản thân Bình, mọi thứ dường như đã khép lại. Nhưng đau đớn hơn cả vẫn là người làm cha, làm mẹ. Bao nhiêu kỳ vọng vào con cái, để rồi thất vọng bấy nhiêu. Không chịu nổi cú sốc lớn khi con nhận án tù, mẹ Bình đã đổ bệnh, mọi gánh nặng đè lên đôi vai người vợ đang mang thai. Đó là chưa kể sự áp lực bởi bao lời dị nghị của xóm làng. Mà tôi ở nhà là coi như còn tổng cộng là ba đứa em của hắn, có em của anh là ba đứa, rất khổ. Nhưng mà hắn đi tù là coi như là ở nhà là coi như là con vất vả lắm. Nhưng mà lúc mà hắn gửi cái thư về, hắn thiếu thế này thế nào á, là mình cũng phải là trả đầu nay trả được khóc mượn mỏ để mà lo đem lo cho hắn có tội. Chứ không lẽ giờ hắn đỡ gửi cái thư về xin xỏ này nọ, mình phải lo, cố gắng lo. Đi chiến tranh tàu đời từ về nhà nước quan hồng chẳng gì rồi thì từ coi như là thằng anh nó đã mất để lại thằng cháu nội rồi trừ còn thằng thừa thừa đó nữa rồi còn tôi nữa còn còn hai đứa em nó còn nói mất đây rồi cũng gia đình thì cũng vất vả. Nhưng mà thầy vô 3-4 năm trở lại đây á thì thấy dáng chữ về đây là chính quyền rồi cũng chiếu cố đi nhá, cũng động viên cho hắn lồm an thì coi như tôi thấy tôi cũng rất mừng. Những ngày đầu cải tạo trong trại giam là những ngày đầy khó khăn đối với Huỳnh Văn Bình, mặc cảm, tự ti và hối hận về những lỗi lầm đã gây ra. Nhiều lúc Bình muốn buông xuôi, thế nhưng được sự quan tâm và động viên của các cán bộ quản giáo trong trại giam cùng với nghị lực và hoài bão tuổi trẻ, Huỳnh Văn Bình đã lấy lại tinh thần, quyết tâm cải tạo thật tốt, mong sớm ra tù làm lại cuộc đời. Tháng 12 năm 2006, Huỳnh Văn Bình đã chấp hành xong bản án và được trở về địa phương. Kết thúc 9 năm cải tạo, mừng vì được đoàn tụ gia đình nhưng lại bị mọi người xa lánh kỳ thị và không biết làm cách nào để thoát khỏi cảnh khó khăn khi mà việc làm không có.
tìm bạn bè cũ để nhờ giúp đỡ, không khéo ngựa quen đường cũ. Tìm việc làm thời buổi này thì không dễ, bởi sinh viên ra trường còn thất nghiệp, đói chỉ đến những người tù không bằng cấp. Bao đêm trăn trở, Bình mới nhận ra rằng con đường hoàn lương thật muôn vàn khó khăn và thử thách, điều mà khi còn ở trong tù anh chưa hề nghĩ tới. Tuy nhiên với quyết tâm làm lại cuộc đời, Huỳnh Văn Bình không chuột bước. Thêm vào đó, được cấp ủy, chính quyền địa phương, các hội đoàn thể và bà con thường xuyên động viên, tạo điều kiện giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần đã giúp Bình nhanh chóng xóa đi mặc cảm về những lỗi lầm trong quá khứ. Khi mà mãn hạn tù về thì bản thân không biết là phải bám víu vào đâu hết. Nhà thì sập rồi. Thấy nhìn cái anh thì chỉ biết nằm ở nhà thôi chứ còn không biết làm được gì. Mẹ thì già không rồi, cũng chỉ có bữa cơm bữa cháo thôi đó. Bản năng thì trừ cũng không biết biết lắm về đây. Thì lúc bây giờ trừ thì có ra ngồi ngõ tư nằm ngủ. Rồi các anh em thì ai thương thì gọi lại đi bốc phát. Còn không thương thì thôi cho mình ngủ luôn. Thế đó. Còn sáng ngày thì đi phụ hồ kiếm thêm. Sau khi mình tha tù về địa phương thì mình chấp hành các chính sách của đoàn pháp luật nhà nước và chính quyền ở địa phương. Và xoay cạnh đó là mình có cái mô hình của đất bốc giót và đồng an sinh sống để phát triển, và có đồng thời là mình có tù điều kiện cho ba anh em đang có tù có về để đồng an sinh sống, làm công việc và ổn định. Trước hết là phải nói là cái sự chỉ đạo sát sao của công an thành phố Tam Kỳ và sự tham mưu đắc lực của công an phường Phước Hòa cũng như các ban ngành đoàn thể của địa phương đã xây dựng một cái mô hình tôi cho rằng hết sức là hiệu quả và thiết thực, đem lại cái niềm tin cho những người không may mắc phải những cái lỗi lầm. Và bên cạnh đó thì cái tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từ cái ngày chúng tôi phát động cho đến bây giờ thì cái tình hình nó được ổn định hơn, tốt hơn. Và các em thấy rằng những việc mình làm nó chưa đúng, các em đã định hướng lại cái tư tưởng và cái nhân cách của bản thân mình để rồi là coi như là hòa nhập vào cộng đồng, sinh hoạt cùng cộng đồng. Cùng với sự quan tâm của chính quyền địa phương, chính sách đặc biệt giúp đỡ những con người lầm lỗi hoàn lương của tỉnh Quảng Nam đã mở ra cho Bình con đường mới. Được nhận vào làm tại tổ bốc vác tự quản ở chợ Tam Kỳ, Bình không quản ngại sớm trưa, mưa nắng, luôn có mặt đúng giờ và làm hết sức trách nhiệm. Ban đầu chỉ là một thành viên, sau đó Bình vận động những người cùng cảnh ngộ hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cùng tham gia tổ bốc vác để họ có thêm thu nhập và ổn định cuộc sống. Riêng với bản thân, quá trình lao động, anh còn tích lũy mua sắm được xe ba gác phục vụ cho vận chuyển hàng hóa. Chăm chỉ làm ăn, sống hòa đồng, Bình đã được mọi người tín nhiệm bầu làm tổ trưởng tổ bốc vác. Thì ban đầu thì mình cũng đi bốc vác, cũng rất là cực khổ. Người trong thời gian mà thì bốc vác thì mình cũng thấy cũng có những anh em mà ở hàng xóm mình cũng về cũng rất là lọt đường lội lối. Thì mình cũng có tới thôi bây giờ trời thì tình hình trước đó thôi thì về đây sớm vô với anh rồi có gì thì anh chia sẻ, anh nặng thì anh vác hộ cho một xíu, nhẹ thì phụ anh cùng anh bưng, nặng thì cùng anh khiêng, thì anh em mình cùng chia sẻ để qua những ngày tháng. Vì mình cũng là một người khổ, một người không có gì và một người thấp nhất của cái tầng lớp mà mình cũng đã từng nghĩ, và thì mình sẽ giúp họ. Giữa cái nắng như đổ lửa của miền Trung, Huỳnh Văn Bình nhễ nhại mồ hôi cùng với các anh em khác trong tổ, tranh thủ bốc dỡ và vận chuyển những mặt hàng dân dụng các loại được chuyển từ miền Nam ra cho những hộ kinh doanh buôn bán tại chợ Tam Kỳ. Mỗi ngày nhóm của Bình bốc dỡ và vận chuyển từ 4 đến 5 xe hàng. Thu nhập trung bình của mỗi người lao động khoảng từ 200 đến 300 nghìn đồng một ngày. Khó khăn, vất vả, song những thành viên trong tổ bốc vác
luôn cảm thấy vui vẻ, đùm bọc và sẻ chia với nhau. Họ động viên lẫn nhau trước những khó khăn để vững bước đi trên con đường mưu sinh của mình. Nói chung thì cũng một lần lầm lỡ, thì những cái tội mà mình không muốn, bây giờ về làm ăn cũng khó khăn. Chúng có gặp được ông anh hoặc là anh Bình, nói chung là trong đội là cũng anh em thân thương giúp đỡ em. Thì trước này là cũng công việc làm ăn cũng ổn định, nhưng cũng có thu nhập để lo cho gia đình kinh tế này nọ. Cực quá với tạo qua là lần như mình được 3-4 năm này rồi, thì nó giống cái tiền bạc làm thoải mái tí, là ngày công thì ngày công bóc phát được ngày 200-300 mà. Và đâu chú Bình thì em sống quá tốt với anh em bóc phát. Ai đó đã từng nói, trong đời mỗi con người khó tránh khỏi việc phạm phải những sai lầm đáng tiếc. Không ít trường hợp chỉ vì một lần lầm lỗi mà trượt ngã cả cuộc đời. Nhưng cũng có những người lấy lầm lỗi làm động lực để vươn lên. Với Huỳnh Văn Bình cũng vậy. Trải qua những biến cố, những thử thách của cuộc đời đã khiến cho anh càng trưởng thành và vững vàng hơn. Và chính tình yêu thương của gia đình, sự đùm bọc giúp đỡ của bà con làng xóm, chính quyền địa phương đã giúp anh trở về với nẻo sáng của cuộc đời, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.